Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục so sánh cho các bạn hai cái hậu vệ, đó chính là AD và David nha các bạn. Cả hai cầu thủ có cùng chỉ số tổng là 81 và được bán cùng với cái số vàng là 1570 vàng. Hai cầu thủ này chúng ta nên mua cầu thủ nào đây? Bắt đầu so sánh thôi nào. Về chiều cao của AD là 1m86, sẽ ăn đứt so với khứa còn lại. Về chỉ số tốc độ của AD là 84, trong khi tốc độ của David là 81. Về khả năng tăng tốc bứt tốc của AD là 79, trong khi đó khả năng bứt tốc tăng tốc của David là 80. Về khả năng thể lực của AD là 80, trong khi đó khả năng thể lực của David là 73. Về khả năng xử lý bóng của AD là 73 và khả năng xử lý bóng của David là 79. Tiếp theo, về khả năng tì đè của AD là 85, cao hơn so với khả năng tì đè của David là 75. Về khả năng tắt bóng, cướp bóng, tranh bóng của AD là 86, trong khi đó của David là 85. Về khả năng truyền bóng của AD là 77 và khả năng truyền bóng của David là 80. Chỉ số dứt điểm của AD là 49, trong khi đó chỉ số dứt điểm của David là 64. Khi mình cộng lại tất cả chỉ số tấm vòng thì nó cho ra cái số điểm như sau: của AD là 613 điểm, còn của David là 617 điểm. Rồi mình đã vừa so sánh hai cầu thủ này rồi, các bạn đã có lựa chọn riêng cho mình chưa? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau. Bye bye.